uống trà gừng. Dạ. Uống trà gừng. Nó sen nó mọc quá trời ha, 400 bông á. Con vào đây bữa nào cái nó nở. Kỳ quá này, nó cho nó nhỏ xíu mà. Không có vương nào bữa có ba có 3 4 5 hột thì làm gì mà hột lét nữa. Ra hổ kỹ. Xe đó mọc ở trong cái hồ thì nó mới rộng rãi, nó lớn. Mình cái hồ qua lớn vậy là xe vậy là nó bự lắm rồi đó. Trời ơi, xe Mỹ đó. Ông biết cái hồ mình nó có chút xíu à, mà ông đòi xe ba lớn được không? Cái hồ nhà ngoài chứ hồ trong nó chưa mọc bông mà trời, cái hồ ba lớn là nó mọc vậy là nó quá dương lên rồi đó. Thì đó có ba cái ngó sen nó đâm lên cái bàn thờ Phật á. Nó đỡ, nó như cái tay đỡ vậy đó. Hay lắm mà bây giờ bông nó quá lớn. Thứ nhất á, là nước nó không đủ, bởi vì bơm không được, bơm vô nó cũng rỉ ra hà. Thứ hai đất không đủ, nước không đủ, sao đất đủ? Đất đủ thì nó lại khô. Vậy là nó quá rồi đó, ông ơi, tội nghiệp nó lắm trời. Hồi sinh nó có một bụi à, mà bây giờ ông nghĩ nó hai hồ. Tuy nhiên nó hồ chứ thật sự nó có tôm hóm nó bằng cái nguyệt à. Thì bằng cái nguyệt hả chứ bộ? Cái đồ cái gọi là cái đồ chỗ chôn á, cái nguyệt à. Ông bự nó bự sao nó bự? Thành ra sen này là sen trồng chơi, đâu phải sen trồng ăn hột đâu. Đâu nghĩ bông nó lên cả thước ông đòi gì nữa. Bông lên cả thước đúng rồi thầy. Nhưng mà có điều sao cái hạt nó nhỏ quá, mà hạt có vài cả hạt và hạt lép không mà không có nào có phải tùy cái mảnh đất. Cái mảnh đất nó làm cho con người phát triển. Mảnh đất này nó nhỏ quá, nó phát triển vậy là quý quá rồi đó, còn đòi nhưng nữa. Mà không, tại vì thầy biết là khi mà cái hạt sen mà rớt xuống á, nó thành cây nữa thầy. Cái hạt sen á thì biết rồi, nhưng mà đây nó không khó có hạt được lắm. Nhưng bây giờ mà nếu mà hạt nữa thì nó không cần nữa, tại vì nó nhảy ra quá trời rồi, nó hạt nữa nó rớt nó nhiều quá chỗ đó nó sống. Ông nghĩ hồi vợ chồng đồ Hữu Thiện Căn cho nó có một bầu rồi nhớ không, một ấy rồi một mình đằng này rinh mà chứ phải chứ hai người rinh thì nó là nó có một ông nhiêu đó, giờ nó ra hai cái chậu gì ông còn đòi nữa trong khi chưa đầy hai năm hơn năm mà nó quá như vậy là thế, của mấy cái tiếc tại vì hoa sen nở to lắm, đại đoá đây chứ không có nhỏ. Thì hoa sen nở to đó. Nó to đại đoá vậy mà sao còn nó nhít chị thằng. Thôi đừng đòi hỏi ai nữa. Trời ơi, nó mô được người ta nó được mô đầu tiên. Không phải. Nhưng mà nó đừng có nụ, đừng có hột. Hạt sen này mình con muốn ăn được. Con thấy ăn hạt sen nó lắm. Ở Việt Nam mà con chuyên mua nguyên cái túi hạt sen đấy không ăn đấy nghe thầy. Không. Nói cái đây mỗi lần tôi biểu mấy đứa nó mua qua cho ông ăn cái đã. Mua đâu cơ? Ở đâu có đó. Biểu để mua gửi qua. Gửi về lẻ lắm, trong vòng tuần nó không hư đâu. Cái bữa nào mấy anh em mua đồ nó gửi cho mày. Này muốn mua một số đồ. Thầy không biết ăn hạt sen à? Ăn hạt sen ngủ được lắm á thầy, mát lắm. Trời ơi, mày ăn là thật. Ông biết người tôi dỗ biết bao nhiêu ký trọng á. Hồi xứ Trà Vinh là cái xứ xe. Đầy đỡ thầy, nhiều lắm à. Rồi sáng ra chợ nó bán đầy hết trơn. Dạ, đó thì bán hộp không nha. Ăn rất là ngán luôn á. Cứ nhất là người Khmer đó. Dạ. Họ đi vô cái đầm lầy họ hái á. Thành ra hái mà biết vừa lớp dừa lớp cho, ế thì họ cho. Còn mà sáng ra nó tươi bò, nó tươi xối á. Còn không á, không cần đi mua nữa. Tôi đi là băng băng cái ruộng á, nó cũng khó nữa. Cái đó là thầy đi lạc đường rồi, thầy bỡ đường người ta. Không, có những cái chỗ đồng quan đó, yeah. Cái dụng lầy ở xứ Sóc mà. À. Ở Sóc có những cái dụng đồng lầy vậy đó, ta đâu có ăn đâu. Trời ơi, xem thì nói chung. Đó, chứ còn rồi Việt Nam còn thích ăn đó. Những cái gì đó cũng vậy, nó ít đó. Hột nó to lắm nghe thầy. Nó hiếm rồi, nó quý. Rồi nó hiếm, nó quý, nó nhiều rồi không quý. Còn xe như cái trái ấu á là Trà Vinh nhiều nhất. Của ấu á? Của ấu á, vậy Trà Vinh là trồng cái bằng đầm lầy luôn, gọi là đầm một thửa rộng mênh mông vậy đó. Bán luôn như bạn, nó bán. Dạ. Sen cũng vậy, mà sen á thì giống như là nó cũng nhảy tùm lum hết trơn à. Nhất là những cái cánh đồng mà của người Khmer mà giống như những cái nơi mà dũng trũng rồi đó, không biết giờ không biết là hồi đó cái đất nó thuộc của nhà nước hay là của người dân thì mình không biết, giống như ở quê trong những cái vùng Sóc á. Dạ. Là tôi hồi đó tôi trốn gia đình đi là tôi vô tuốt cái vùng Sóc mà. Dạ. Đúng đó, nó chiều nhất là đi tới những cái chùa Miên á. Dạ. Thì ở chùa Miên nào mình nói cái hồ là chùa Khmer, họ cũng có cái hồ. Họ trồng sen rồi để họ phóng đăng rồi họ này kia nọ, cho nên nó sen bát ngát. Nhưng mà mấy ông lục đâu có ăn, là ông lục đâu có ăn.
trồng đi chứ không ăn, không ăn hạt sen. Giống như bây giờ trưa ta cúng dường, không phải trưa ta cúng dường rồi. Cái gì ta làm sẵn ta cúng dường thôi, chứ mấy ông sư đâu có được lỗi dũng mà bắt cái, hái được kia đâu. Tại cái bên Nam Triền đó có cái giới kia khác đâu có loại mưa loại ao gì, và con xà rau sao lỗi. Ok, không điều giờ không nói tới gia lận đó là bằng ngồi thuyền chứ hả, có cái thuyền, cái thuyền ngồi đi chạy thì biết rồi, nhưng mà trong cái hồ nó có thuyền rõ trong đó. Nhưng mà thường thường mấy ông bởi vì có mấy cái điều mà mấy ông bên đâu mấy ông sư Nam Triền á thì mà bắt tiền đó là thử sấy, ví dụ có những cái cây đồ bên Nam Triền đâu có được mấy cây mà chọt á, hay là hái đồ biết không. Ví dụ như thường thường các cái chùa Khmer thì họ có những cái cây thốt nốt, hay họ có những cây mà cái lực bên đó không có được mà lấy cây mà chọt mà hái, không có được leo hái thì có bắt quần con ống sao leo. Thành ra đó mình ở gần các cái chùa Khmer đó mình cũng được hưởng sấy nhiều cái hay lắm. Nhưng mà ông sư tầm mạng đó, đa số ở Trà Vinh đều ở chùa, yeah, chùa Minh mà không? Mình qua ta tốt lắm, ta không nói gì, qua ta cũng ngôn ngữ bất đồng nhưng cũng có người có tiếng Việt rồi, họ ví dụ mình xin gì họ cho, họ tốt lắm. Nhưng mà lại người tâm lý một số người ta, người Việt thì sợ. Nó đi vô chùa mấy ông đó là ông thư chết. Hồi xưa có cái quan điểm đó, sợ. Ai cũng sợ thôi, không bao giờ ai mà dám tới chùa Khmer mà lấy một cái gì hết trơn á. Họ đồn với nhau mà cái tin đồn này nó mới đọc. Đồn là tới chùa mấy ông sư mà lấy cái đi vòng vòng chùa đi không ra đó. Thật ra không ai dám lấy hết trơn á. Tôi thì tôi tới tôi xin đàng hoàng. Ví dụ như mấy ông sư trồng mận ha, trồng chùm ruột hay cái nhiều lắm, đi rất rộng mà. Rồi mấy ông ăn mình tới mình xin thì thôi cũng cho à, rồi tự hái nó cũng vui vẻ chung hòa, nhất là xe nó mấy thầy cũng biết thầy đi tu hả, thì biết chứ, nhìn thấy không biết chứ, nhưng mà điều cái ăn mặc thì khác họ, mình ăn mặc đồ lam mà thầy đó, đồ lam vui lắm. Rồi có lễ gì cũng mời mấy ông qua. À có mời anh thầy? Có chứ, lễ sư phụ cũng mời qua. Mời qua nhưng mà hồi đó sư phụ cũng nói trước, ông nói giờ tụi tôi bên đây ăn chay, mấy ông sư chịu khó ăn chay ăn bữa. Tại hồi đó là thầy ông là hồi đó gọi là tránh đại diện cái vùng đó. À. Thành ra thầy ông mời thì mấy ông thầy nhỏ phải đi. Không phải tránh, phó. Nhưng mà phó trưởng là vì lý do là lúc nào cái chỗ của người Khmer thì người Khmer cũng là trưởng. Dù họ có làm thì cũng làm, nhưng mà phải ưu tiên cho họ. Giống như cái tỉnh nào của người Khmer là ông người Khmer phải trưởng ban trị sự cái tỉnh đó, huyện nào thì cũng phải trưởng ban. Nhưng mà mấy ông lục phải biết tiếng Việt chứ phải không? Phải biết chứ, nhưng mà ông không có chuyên về hành chính. Khi nào cần gì thì bên mình làm hết giấy tờ đưa để trình lên mấy sư ký thôi. Nếu mà ký giấy về trên trung ương. À. Còn mà nếu địa phương thì mấy ông phó thường trực cái này đó. À, như vậy mấy ông phó như vậy sẽ được nắm quyền hết. Nói sư phụ làm phó tránh đại diện. Cho nên á, giống như ông lễ gì ông mời thì đi đủ hết. Nhưng mà sư phụ nói trước là lâu lâu mấy ông sư qua tương bữa thì ăn chay nha. Còn nhưng mà các chùa khác á thì vẫn cho Phật tử làm mặn. Cái làm mặn nhiều như giỏi riêng, rồi mấy ông sư lên cũng cầu nguyện, cũng tụng kinh, cũng chú nguyện, cũng chuyện của ai đấy lo. Rồi ông ăn rồi ông đứng đi về thôi, chuyện ai đấy lo vậy đó. Nhưng mà phải trước 12 giờ à, sau 12 giờ là không được. Rồi á, mấy sư mà ngồi xuống ăn là cái là dứt khoát, cỡ gì cỡ không đứng lên à, đứng lên là xong luôn á. Mà đúng là Phật giáo là vậy đó, hay ngồi xuống là không được đứng lên. Mình bây giờ mình làm riết người ta hư hết, hư bột hư đường hết chứ. Có nghĩa là ví dụ như ngồi gọi là quá đường á, là ăn cơm trưa là họ trai đó là hãy ngồi xuống là thôi, chứ không có vụ thiếu nước tương chạy lên đi chạy xuống bếp lấy chai nước tương lên ngồi trở lại là lần thứ hai đó là phạm luật á. Phạm luật chứ không có phạm giới. Cái luật là cái quy nghi phép tắc ở trong cái buổi ăn này đó. Thành ra mấy ông lục mà khi mà ông kéo theo vô ông ngồi về ông để y vậy cái là ông là Nam Mô Ta Sa Ma Ra Ma Tô, cái là cỡ gì cỡ chết bắn súng bắn cái đùng cũng ăn rồi là mới đứng dậy chứ không được quyền đứng dậy. Ồ thế hả, cái luật yeah. Bên này cũng vậy chứ phải thì bên này cũng vậy nhưng mà bên này biết rồi không phải mình nói xấu bên mình nhưng mà giống như bên này biết rồi, thằng nó nói là cái giờ mấy ông thầy ăn quen ăn ớt rồi mà không có trái ớt á thì cái ông chịu cho nên thấy nói tôi ớt còn một sư không có à, không có dù ê quắc ca sinh gì không có, ngồi ăn được cái gì ăn không được là thôi.
thích thì ăn, thích thì thôi, thiếu gì cũng phải ngồi ăn, chứ không nói là món này lạc cho tôi thêm miếng muối hay món kia mặn cho tôi thêm miếng đường. Sao bên thầy của thầy về năn nỉ mấy ông này ăn chay, ông nói ăn chay, tại sao bà nói vậy? Tại vì bên đây không có thể nấu được. Không, nhưng mà nếu mà ăn gì cũng phải ăn cái gì vàng mà. Thì không, thì nhưng mà ý nói trước, bởi vì thường thường á, cái phong tục ta xếp bát là ta xếp đồ mặn, các chùa nấu mặn, thì sợ mấy ông sư mà tới đây nó không cái gì ăn mấy, nhưng mà ta cũng phiền, bởi vì người ta quen một ngày ta ăn một bữa, mà bao tử người ta xưa nó ăn cái vị nó quen rồi, ông hiểu không? Thành ra giờ tự nhiên qua cúng vậy với ông ở nhà, tại quan tâm với Khmer, họ đâu có biết cái gì đồ chai là gì đâu. Hoàn toàn đó thầy. Hoàn toàn không có ngày nào ngày chai của họ đâu. Cái hệ thống bên này nó mới đẻ ra rồng mùng 1, 14, 30 là do bên Bắc truyền, chứ còn bên Nam ta. Như vậy cái giới sát là bên Nam truyền nó không có luôn là thầy. Có chứ, cũng như Nam giới nhưng mà họ không sát, họ được an tâm tịnh nhục. Ừ hay, sợ đó ta tịnh nhục thì họ rõ ràng là người ta làm đồ mặn để cho mình ăn mà. Họ đâu có biểu, ai muốn cúng gì cúng chứ đâu có biểu. À họ không biểu là không à, thấy không nghe không nghe mà còn bên đây á, ví dụ bây giờ bên nào cũng sai tới quét hết trơn á. Bên bây giờ thì khác à, bây giờ ví dụ như phật tử mai thứ ba à, bạch sư mai sư muốn ăn gì là sai á, thật ra bây giờ vô tình là phật tử vì phật tử không hiểu đạo mà vẫn sai đường hết trơn nè. Chứ giờ bây giờ có thông thông trào, ví dụ như thì bên Mỹ này nói xin lỗi này nói tôi không có ý, mà bởi vì nói Phật tử khế tôi tưởng là tôi quèo móc hay tôi bươi sao phải, nhưng mà gọi là thử quốc độ tham quốc độ, bên đây thì đâu thể đi khách thật được. Rồi bây giờ mấy ông sư thì cũng cho Phật tử đi ra ngoài chợ, vô chợ bán thuốc phốt đi, thì mua gà mua tô mua để sẵn ở tủ lạnh gì đó, thì nếu đúng được sai luật đó hoàng đó hoàng đó cái vụ đó biết không. Nhưng bây giờ cái quốc độ thì nó như vậy làm sao đâu hiểu không, mức độ này đâu có thể nào mà mỗi ngày đi khất thực người ta cúng được. Nhưng mà bây giờ thí dụ như khi mà nó trịch một ly một cái á, gọi là sai một ly thì bắt đầu nó đi, nó gọi là sai ly đi một dặm á. Thành ra trong lời thiền sư Huyền Giác đấy, sai chi hào ly thành sáu ngụy á, sai một cái thành ra nó lệch hết trơn, nó thành ra nó gọi là giặt hết á. Ví dụ bây giờ anh đây Phật tử vô nói cái sư bạch sư kỳ này tới con xuất bát rồi sư, thì con thấy mấy sư muốn ăn cái gì rồi chết không? Mà nếu ông sư không nói thôi muốn làm gì làm thì trở làm thì ấy giờ ông sư nói thôi kỳ này con coi làm cái thịt heo quay ăn bánh hậu ví dụ gì, hãy nói ra vậy là sai. Mà giờ Phật tử nó hỏi không nói thì làm sao? Thành ra cái nào đó hả, sai một ly nó đi một dặm. Rồi ví dụ như mua đồ mà để nó tủ đá vậy đâu nghĩ sao, thì cũng phải có món tâm này. Mua gà thì giờ mua gà để nó không lẽ luộc hoài, thì cũng phải chiên xào nấu nước để suy nghĩ để mà bầm chặt đông chém không, chứ nó hãy sai một ly thì nó đi một dặm mà. Thành ra bây giờ mà mình nói thiệt ra đó, làm đúng rặt theo kiểu mà Đức Phật thì không cách nào làm được hết. Cái thời đó nó khác, thời nên nó khác, mà mình cũng nói là thời nay là hoàn toàn là sai cũng không phải, tại quốc độ nó như vậy hay nó như vậy thôi, chứ nói là sao bây giờ. Ví dụ ngày xưa đầu tiên Phật nói an tâm tịnh nhục, sau đó thêm lên hai cái nữa là ngũ tịnh nhục đó, thì ngũ tịnh nhục bây giờ Mỹ là không có nhiều ngũ tịnh nhục rồi, tâm tịnh nhục là không thấy không nghe không nghi rồi ha. Rồi giờ ngũ tịnh nhục là ăn cái con vật nó già nó chết được ăn, nó già nó nằm nó chết nó được lấy thịt nó ăn. Thứ năm là ăn con vật mà được con vật kia nó ăn dư lại đó, nó xé thay nó ăn là còn dư lại được lấy về nấu ăn, gọi là ngũ tịnh nhục. Bây giờ Mỹ làm sao có tình trạng đó, ông thấy không? Nên có những cái á, thành ra thôi thì mình nó cũng mà đời thay đổi thì mình cũng tùy duyên mà thay đổi, nhưng mà cái làm sao cái gốc á mình giữ được là tốt, giữ được cái gì tốt cái đó, chứ không phải nó thay đổi là thay đổi hết hoàn toàn. Anh trả lại thì ông thầy ông nói bởi vì lý do đó Phật tử bên đây á, là không có thể không có thời giờ mà để nấu riêng một cái bếp nữa được. Vì thường thường ví dụ mấy cái chùa lớn á, lễ rất là đông chư tăng, còn ví dụ như chùa nhỏ nhỏ thì thời giờ họ chịu khó họ nấu à, một bên họ cho Phật tử nấu mặn. Nếu ai mà phát tâm mà ai mà từng đi bên cái phân Nam Truyền á, bên cái ông Lục á, họ biết ông Lục thích ăn cái gì hay dụ như thường ăn cái gì
thì giờ nhờ giờ tôi dụ ông đi, tôi nói ông đang ông hay đi chùa Khmer, ông hay thấy ta tới ta xét bát làm sao, giờ ông thấy ông làm y vậy dùm tôi, bữa đó ông nấu tôi mấy mâm để cúng dường mấy ông sư này đó vậy đó. Rồi thầy tôi thì nói thôi thì tôi chịu khó lâu lâu với ông xúc ruột bữa nghe có nghĩa là thay gì đổi món thì ông được thì á bên khất sĩ á thì khi ăn á thì ngồi dưới đất trải chiếu ngồi dưới đất, còn ngược lại mấy ông lục á thì bắt gián ngồi trong bụi gián á, chứ không có ngồi bàn như mình, mà phải có cái bụi gián. Giờ bụi gián tốt bụi gián xấu giờ không biết, còn không là đóng rồi trải giải nó lên thì cũng bít rồi. Thì đó mấy ông tới giờ ông lên mấy ông tréo giò ông ngồi đó, mình đã sẵn rồi thỉnh lên thì ông cứ ông lên ông tự tứ nguyện ông tự ông ăn. Bên năm cho anh bắt truyền mình muốn làm gì đã làm, dù với bắt truyền thì cái giờ mấy ông sư ăn thì bên đây còn cúng ngọ, còn bên nam truyền thì người ta cúng ngọ quả đường luôn, người ta làm luôn, người ta cúng tại chợ một thứ, ở bên này thì vừa cúng ở trên rồi vừa cúng xuống dưới này nữa, biết không? Thành ra nó kéo dài ra, thành ra mấy ông sư này ăn ông đi về thì mấy ông bắt truyền mới tới là còn mấy ông bắt truyền thì nó cũng dễ nữa. Rồi có khi thì nếu mà không có mấy ông lớn á, mấy ông nhỏ nhỏ thôi đó, thì ngồi chung với mấy ông bắt truyền luôn cũng được. Rồi bây giờ á, dần dần thì bây giờ nó cũng thành cái quen rồi, bây giờ có thể nó cũng từ từ nó cũng hòa hợp. Nếu mà bên năm truyền chỉ có vài vị thôi thì hòa hợp, còn nếu mà mình thỉnh mà thỉnh đông á, thỉnh hết một cái chùa bữa đó mình cúng dường á thì phải cho người ta riêng ạ. Tới giờ là người ta làm là tới đúng tới giờ, mà tới giờ ông mời là người ta quá giờ người ta không ăn. Cái nào nó cũng có cái hay. Nhưng mà hồi xưa Đức Phật á đi khất thực như vậy đó thì bà đâu ăn đó chứ mà không dậy. Không. Cái đó thì tôi không rành mấy, cái nào muốn nghiên cứu, nhưng mà tôi nghĩ hồi xưa nó hay cái chỗ là thí dụ Đức Phật tới dường như trong 45 năm thuyết pháp hành đạo Đức Thế Tôn thì 25 năm Đức Phật ở cái kỳ viên tịnh xá này, ở giống như ở nhiều nhất là 45 năm mà tới 25 mùa hạ, 25 năm cũng là 25 mùa an cư là Thế Tôn. Các nước mà Thế Tôn ở cái nước là nhiều nhất kìa, thì theo tôi nghĩ là cái đất nước mà nơi mà thành xá vệ của nước Ca Tỳ La và ở thành xá vệ của nước Ma Kiệt Đà hả, ở thành xá vệ của nước, tự nhiên đang nói cái quên ngang là của nước của ông Cấp Cô Độc, à của Kỳ Viên Tịnh Xá thì của ông Cấp Cô Độc, Cấp Cô Độc thì Thái Tử Kỳ Đà là của nước Kiều Tất La, Kiệt Tất La của vua Ba Vua Ma Tư Nạc thì nhiều nhất, thì có thể là hồi bây giờ thì nó theo bây giờ tôi nghĩ thôi chứ tôi không phải là nhà nghiên cứu, cái nào nghiên cứu thì mình nói mình nghiên cứu để nói ẩu người ta cười, rồi nó sai á mình nói thiệt, có sai nó cũng không sao. Thì theo tôi nghĩ là hai cái kinh đô lớn là một là Vương Xá Thành của nước nước Ma Kiệt Đà, là của nước của vua Xà Thế, là của đầu tiên là vua Tật Mà Sa La là cha Xà Thế, thứ hai là Xá Vệ Thành là của nước Kiều Tất La của vua Ba Tư Nạc. Thì chắc là thời đó có hai nước này lớn nhất, hai cái kinh đô lớn. Thì dường như là trong tất cả kinh tạng để lại thì dường như Phật thuyết pháp hai đất nước này nhiều nhất, nó có những sự kiện xảy ra nhiều nhất. Một là thường hay nhắc về cái Vương Xá Thành, là thành Vương Xá là của nước Ma Kiệt Đà là của vua Tần Mà Xá La, rồi mấy sự kiện là Đề Bà Đạt Đa mới ký kết với Thái Tử A Xà Thế. Rồi một bên thì bên nay thì Xá Vệ Thành thì nó gắn liền với ông Cấp Cô Độc và vụ cúng với Kỳ Viên Tịnh Xá đó. Thì tôi nghĩ chắc thời đó giống như hai cái kinh đô lớn, đất nước thì chia ra nhiều quốc, nhiều tiểu quốc, nhưng mà chắc có hai cái nước lớn thôi quá. Thì nhưng mà 25 năm thì Phật ở Xá Vệ Thành rồi đó. Thành ra trả lại vấn đề ông hỏi thì tôi nghĩ là khi Phật ở trong đó thì cái chỗ Kỳ Viên Tịnh Xá hay chỗ Trúc Lâm Tịnh Xá, Trúc Lâm thì bên của nước kia thì
thì nó gần kinh đô mà nó cũng không cách xa chợ, mà nó cũng không cách xa phố xá, mà nó không ở trong phố xá. Đức Phật sư vậy đó, không không được ở gần dân quá gọi là tụ lạc, mà cũng không ở trong cái vùng quá sâu yên tĩnh gọi là A Lan Nhã, nằm ở giữa. Thì khi đi tới các thịt thì đa phần thì chắc là những ai theo Phật bây giờ thì sáng đi thì túa nhau đi, thì khi đi về thì chắc cũng gom lại một nơi là chính. Trừ ra những vị nào mà đi, ví dụ những bậc trưởng lão lớn tuổi đi không nổi, đi yếu ớt thì kẹt tới giờ mà thấy mà gọi là đứng bóng á. Hồi đó không nói giờ ngọ, nó đâu sử dụng giờ ngọ, đứng dò mặt trời mà dò cái bóng vậy nè. Thấy đứa thì ở đâu, đang ở đi đâu thì ngồi xuống đó thì thọ thực. Nhưng mà đa phần cái giới trẻ đó, các vị tôn túc, các vị đệ tử của Đức Phật mà còn niên thiếu, còn sức khỏe thì chắc là đi từ quanh tập về cùng với Đức Phật. Thôi mình cứ nghĩ vậy đi, chứ mình đâu có thời đó đâu. Có nói cỡ nào nó cũng đâu chắc là đúng. Nhưng mà những lần Phật đi về thăm cha đó, thì ở trong cung như vậy để Phật ăn gì, thưa thầy, có bao giờ có kinh có nói về Phật ăn gì không? Lần đầu Phật về Phật đi khất thực, cho nên ông Tịnh Phạn ông giận quá trời giận đó. Ông nói trời, cái dòng dõi hoàng tộc nó gì mà không có cơm để đãi con với tăng đoàn sao mà con đi ăn mài ăn xin. Ông giận quá trời giận luôn đó. Khi mà Đức Phật thuyết pháp xong rồi thì vua Tịnh Phạn đã chuẩn bị hết rồi, dòng họ dòng tộc chuẩn bị hết, hoàn thành chuẩn bị hết trơn rồi. Ai ngờ đâu ông vua thì ông là cha mà, xong rồi ông đâu có nói con vô đây ăn cơm cha đâu, ông nghĩ là tới giờ thì vô ăn thôi. Ông đi vô thì coi cái ông như mình tưởng tượng với ông chủ nhà, thì ông coi cho mấy cái người làm xong chưa biết không. Ai ngờ đâu chờ hoài ông thấy Đức Phật về vô ăn liên tiếp vậy, thì Phật ông mới cho người đi họ thỉnh. Phật nói ta đã thọ thực rồi, thì ông mới tức quá hỏi chứ thọ thực ở đâu. Thì báo lại lệnh đấy là dạ ông Cù Đàm đi khất thực, đi xin ăn. Ông tức quá, ông nói dòng họ ta đâu có tàn mạc, thì cải qua cũng giống như cải qua cải lợi. Thì Đức Thích Ca, Đức Thế Tôn mới nói bạch với Tịnh Phạn Phụ Hoàng là dòng họ con là ba đời đi ăn xin rồi. ông cãi đâu có lợi, dòng họ con là dòng họ Phật. Bây giờ cái thân xác là của Tịnh Phạn Vương, nhưng mà còn cái chuyện đó dòng họ con là cái gì, lấy cái trí tuệ làm cái cứu cánh thì ba đời mười phương chư Như Lai đều là dẫn đi ăn xin mà. Nói chứ Tịnh Phạn đâu có cãi được, hồi thời đâu biết không, cái thời mà thượng căn thượng trí á, một lời của một vị thánh nói ra là người ta ngộ nhận liền, chứ người ta đâu có mà ta phải suy nghĩ rồi bà cãi như mình. Khi nói vậy Tịnh Phạn đồng sinh đi, dòng họ nào dòng họ ngươi, trong khi nó dòng họ của ta, chứ Tịnh Phạn nói dòng họ ta thì quyền quý cao sang gì đâu có phải để điên mà ăn xin vậy, mà tại sao con làm vậy. Thì Đức Phật nói vậy, dòng họ của Như Lai là ba đời cũng đi ăn xin rồi, cho nên là sao, dòng họ của Như Lai giờ cũng là Như Lai mà, chứ đâu phải nói dòng họ của ông tại Tăng Đạt Đa đâu. Chứ sau đó là không bao giờ kể vụ ngài ăn cái gì trong cung đó này. Khi nào muốn cúng dường là phải thưa thỉnh trước. Chính vô Tịnh Phạn và hoàng tộc phải thưa thỉnh là bữa nay bạch với Đức Cù Đàm là về dòng họ cây bi Thích Ca, thì bữa nay là một phát tâm buổi trưa hôm nay là xin cúng dường ngài, thì phải thưa trước. Không phải đúng như pháp đàng hoàng chứ. Bởi vì sau này người đòi hỏi câu là hữu thỉnh hữu lai mà vô thỉnh vô đáo đó. Đúng rồi, đúng rồi. Từ đó là từ cái đó là những cái lời của Đức Phật mà ra đó, thành ra mới nói là không mời sao ở lại được. Chứ Tịnh Phạn không mời ta, bây giờ ta là thật sự thân xác này là dầu rằng máu huyết này là của vua cha cho, nhưng mà thật sự về cái tâm hồn này đâu phải con của ngài nữa đâu, là một vị Như Lai Thế Tôn mà. Thì giờ muốn gì phải thỉnh chứ không thỉnh sao mà được. Bởi vì bây giờ cái nhìn của một bậc Như Lai thì giàu biết rằng thân xác này của cha mẹ, nhưng mà con bây giờ đã đâu phải của riêng của cha mẹ nữa đâu, đó là một vị Phật mà vị thì đó, thì đã vậy thì phải làm gương hết, là không thỉnh thì đi xin ăn vậy thôi à.
Còn hạ thỉnh thì cũng như các đại thí chủ thỉnh về cúng dường vậy thôi. Nhưng mà trong đó có bao giờ trong kinh nói về cái thỉnh, thỉnh rồi Phật cho được ăn cái gì không này? Có nói được không? Không bao giờ kinh nói về cái điều đó. Mà 13 năm đầu thì đâu có vấn đề, 12 năm đầu đâu có vấn đề mà ngoài cái chuyện mà ăn một bữa rồi thôi à, thì đâu có tình trạng gì. Năm cuối năm thứ 12 á, nói rõ ràng là cuối năm thứ 12 á, là mới có vấn đề mới nhận đồ cúng dường mà đồ vật phẩm. Mà 12 năm đầu là ăn bữa nào hết bữa đó, không có vụ mà để lại mà cũng không có được nhận vật phẩm, không có nhận được cơm khô hay là nhận được khăn lao hay là nhận ví dụ gọi là tứ sự cúng dường hay thuốc men hay kim chỉ hay là xà bông tắm, xà bông giặt, xà bông gội đầu gì hay là quần áo gì trên á. Mà 12 năm không có, cho tới năm thứ 12 mà dù cái nạn mà đói mà gọi là kim thương á, mã mạch á, mà mã mạch là dù ông Tỳ Lăng Nhã mà ông thỉnh Đức Phật an cư mà cuối cùng bị cái ngoại đạo nó làm cho ông mê hoặc, ông quên, ông bỏ đói đó. Thì sau đó nó dài lắm, ông ăn nào hối hận rồi. Ông mới đang nỉ Phật là cho ông xin ông cúng dường bữa duy nhất trong đời, ông cũng được đó. Thì Phật mới hứa, Phật làm xin là có nghĩa là hứa thì bữa đó ông mới nói thôi giờ sẵn dịp đây ông xin chuộc tội là xin Đức Thế Tôn là cho con cúng dường những cái vật phẩm cần dùng, để rồi Thế Tôn cũng như tăng đoàn mà cắt bước ra đi rồi mà có đi ngang những cái vùng núi non hiểm trở mà ngày nào không ai cúng dường thì lấy đó ra mà dùng. Thì bắt đầu nhờ vậy Phật mới cho nhận đồ tới ngày hôm nay mà quý thầy được quyền nhận đồ ăn, nhận thức ăn mà giữ thức ăn dư thừa. Nói dư thừa cũng phải dư thừa, dụ như cơm khô hay là bánh ngọt hay là bơ hay là sữa đồ để mà ngày mai có thể rủ không có đi đâu khắc thực được có dùng ăn là ngày mai đó. Như vậy chứ, chắc 12 năm trước là Phật vẫn còn đầy đủ, còn không có đầy đủ, có nghĩa là sống không có kiểu mà nghĩ tới ngày hôm nay đã khắc thực là ăn vậy thôi. Còn bây giờ vì cái khi mà nó sự việc xảy ra và bắt đầu nó có những cái lậu hoặc của tăng đoàn là những người đó bụng á, họ chịu không nổi, họ cào nhào, họ phiền não này kia, thì từ đó giống như Phật mới quyển chuyển. Chứ còn 12 năm đầu tất cả tăng đoàn của Đức Như Lai toàn là các vị thánh tăng. Thánh tăng không có la, mình vào tăng mình phải la ông sùm đẹo, hiểu không? Thánh tăng thì không có la. Đúng đói với thầy. Cũng không có la, ta thánh rồi, ta có bốn cách ăn lận mà. Thiền diệt thịnh chi, pháp hỷ thịnh chi. Ta đâu có, ta đã thánh tăng rồi, ta đã trụ trong thiền định rồi, ta có khi ta mấy bao nhiêu ngày ta không ăn không sao mà. Còn phàm tăng này đói cái la ông sùm, chứ còn thánh tăng có. Thánh tăng có nhiều vị thánh đệ tử Phật sư chết thôi chứ ta không phá giới. Không ăn thì chết thôi. Giống như có gì mà nói là thành ra trong cái chuyện Phật giáo hay chuyện gì mới nói là có hai huynh đệ mà đi, ta đặt ra thôi chứ tôi nghĩ chuyện này cũng có thật, đi trên đường đi về Thiên Trúc để gặp Phật, để mà thành Phật á, rồi lỡ đi ngang cái cánh đồng đó rồi cái đói quá đói đi cái đó. Thì đó hồi đó có đặt cái câu chuyện này, nó Út Trời Ôm Ca đó, đó ông Út Trời Ôm Ca, và giờ cái câu chuyện đó chuyện gì quên rồi. Rồi thời sau rồi nó có ra lại băng đĩa đó, đói quá cho nên rồi hai huynh đệ đi, mà một ông thì dứt khoát là chịu chết chứ không có phá giới. Rồi ông kia đói quá chịu nổi mới đi, giờ thôi lúa mênh mông bát ngát thì ai mà ông nghĩ là bứt một vài bông lúa đang trổ đồng đồng nó ngậm sữa đó, non á, ăn đại để rồi ăn là đói mới không uống nước lỗ chân trâu đó. Thì lỗ chân trâu thì ông ăn nó cảo nó được, lỗ chân trâu nó có bao nhiêu vi trùng ở trong, ăn lúa thì ra toàn ăn trộm cắp. Ông nói về đói quá rồi em không cách nào chịu nổi cho nên cũng giết ra ông. Mà người anh nếu quá không phạm mà nói vì không phạm đói quá phải chết, còn người em vì phạm giới cho nên ăn ra rút cục bò tới đâu thì mình đi tới đâu thì không biết, nhưng mà cuối cùng quả báo phải đầu thai làm ngựa để mà kéo lúa kéo thì kia trả mấy bông lúa thôi đó. Nhưng mà tôi nghĩ hồi xưa chắc cái câu chuyện răng đời
chứ gì có mấy bông lúa mà phải làm ngựa để mà trả thì nó hơi quá, phải không? Nhưng mà đó là cái chuyện răn đời. Thành ra ý nó là thà giữ giới mà chết hơn phá giới mà sống còn á. Thành ra từ từ cái câu, tôi nghĩ là người xưa họ cũng có học, học đạo, cho nên khi học đạo rồi á thì họ họ học những cái đó, họ mới viết ra những cái câu chuyện này, hiểu không? Viết ra những câu chuyện để nhằm muốn chứng minh cái giới đó, nó thí dụ câu Đức Phật dạy đó, thà giữ giới mà sống hơn, ở giữ giới mà chết, chết nhưng mà sống sống còn, hơn là phá giới mà sống còn mà là chết đó, là vậy đó. Hồi đó nhớ xưa cái những cái câu chuyện mà đặt ra hát là thời cổ á, trước mấy chục năm á, mấy cái đó là cụ Út Trà Ôn nè, Bác Thành Được rồi, Hữu Phước rồi hát mấy cái tuồng đó. Tôi nhớ có thời gian tôi nghe cái tuồng đó. Bây giờ trong cái tình trạng như vậy, thầy nói là ok dưới giới và có trí tuệ, thầy hả? Thì cái trường hợp mà giờ không muốn cái phạm giới ăn cắp, cái đó ăn cắp phải không ạ? Anh đi ăn cắp cái hạt lúa đó, thì về cái trí tuệ mà thầy chết thì làm sao thầy làm được cái hoàn thành cái nhiệm vụ của thầy? Không, cái đó nó khác nữa, nó là nhầm, nó răng đời, nói chuyện. Chứ thật sự một hai bông lúa nó đâu có tội và đáng hay gì vậy, nhưng mà đó là răng đời thôi. Để nói lên cái trí coi mình có chịu đựng nổi nó qua cái cơn hoạn nạn thử thách đó hay không. Ý nói vậy thôi, chứ nếu như giới luật nhà Phật viết ra đó, cái giới trộm cắp, mấy thầy mà trộm cắp á, mà phạt đáng cái tội của thế gian á như thế nào thì trong đạo mới xử như thế đó. Tôi thường nói hoài mà, Phật chế giới là căn bản trên nền tảng của luật pháp quốc gia, và có cái hội đồng vừa ngoài đời mà vừa đạo để mà hỏi kiếp giới đàng hoàng chế giới, chứ đâu phải Phật ở đâu đâu có ngang nhiên đâu. Thành ra có bông lúa nó là bao nhiêu, nhưng mà có thể nói là cái gì, cái giống như cái trí mà gọi là có gì một cái miếng ăn để mà sống còn mà vượt qua không nổi vậy thôi. Cái đó là cái triết lý thôi, chứ đừng có bàn ra cái chuyện sâu xa nữa. Đó là cái triết lý giống như cái thử thách cho người, để cuối cùng coi cái người đó ngộ đạo như thế nào đó. Cho nên không ngộ được sắc không là nó vậy đó, không ngộ sắc không, cho nên cái gì cũng thành ra giới luật nhà Phật viết chế ra không phải là cái giới điều để cho người ta giữ thọ thọ nhận đi khổ đau. Khi rõ sắc không nó đâu có gì đâu, hiểu không? Cho nên vì không rõ sắc không, vì không rõ cái rõ ràng về cái lý, cho nên chấp vào sự, chấp không trúng. Ví dụ như kể cái tích dụ của biệt biệt đi, thật ra cũng là để răng đời thôi. Răng đời ví dụ như ông thầy tu trong tới cái nhà ông đồ tể đó, muốn nước gừng em, tôi để nguyên vỏ tôi đâm cho nên. Ông tới nhà ông đồ tể đó thì đi nghe đi trên cũng trên đường về Thiên Trúc, thì tới nhà đêm đó gặp đi ngang nhà ông làm heo, thì ông này nghĩ là thôi biết đâu nhân viên ghé đây độ làm heo, thiệt đúng là cái duyên ông này độ ông kia độ. Thì khi đêm đó ông này mới thuyết pháp, ông thầy tăng này cũng thuyết pháp. Cho nên ông này ông mới nghe mới vậy là ta làm đồ tể, ta cầm dao ta giết bao nhiêu heo bao nhiêu năm nay, thì thôi tội này là đọa địa ngục, không cách nào mà cứu được là tội sát sanh rồi. Thì thuyết pháp thì nó đúng đó, là cái giới sát sanh đó, nhưng mà không giải nghi được cái ông này. Cuối cùng ông nào đó bây giờ cái tội lỗi ông đầy đàn vậy đó, bây giờ coi như ông giết không biết bao nhiêu con heo từ cả cuộc đời ông vậy, thì bây giờ tội này đọa địa ngục, pháp sư không cách nào cứu được hả? Thì ông sư trả lời thế nào thì giờ tôi không nói tới, có nghĩa là không tới đây thôi, anh chỉ khả năng tới đây mà anh không phân giải được cái lý không cho người ta, ông hiểu không? Thì cho nên nửa đêm thì ông chồng ông mới nói vợ, ông nói bây giờ ngày mai ông sư này ông lên đường mà nhờ ông sư này ông thuyết pháp mà anh nghe anh ngộ nhận, anh nhận ra là bao nhiêu năm nay vợ chồng mình tội quá, đi đêm nào anh cũng thọc huyết heo em thì đè, anh thì thật quyết, cho nên vợ chồng mình là coi như là tương lai là không có đầu thai làm người. Thôi bây giờ sáng hôm này ông về cõi Phật về Tây Phương, thì thôi bây giờ
vợ chồng mình cài mình cũng có cái tấm lòng gửi cúng dường, gửi cúng gì cúng đi chơi, bây giờ xin được chút được tội lỗi nào tội, còn không thì cũng là có cái tấm lòng cúng dường. Thì ông đầu tệ ông mập mày bỏng ra, ông anh ta nói giờ thưa sư, sư về con biết là sẵn sư về Tây Phương vậy đó, con muốn đền ơn sư là một, muốn cúng dường Phật nhà sư mang theo dùm. À, thành ra giờ sư thấy cần cái gì cho con để con sắm, con muốn cúng dường. Ông nội này ông nói nửa đêm ngủ mắt mơ nhắm mắt mở, bà thấy bà nội rồi mới giải pháp, bà giống như tôi giải pháp, bà ai đủ thế thù hảo. Bà nói Phật dụng lòng, Phật dụng lòng. Thế thì ông này ông kêu Phật dụng lòng vô. Ông nói thôi bà, bây giờ mình đổ lỗi đầy đà rồi, thôi giờ tôi giao của cả cho bà, bây giờ ông Phật ông dụng lòng. Ông kêu ông nói giờ ông rẹt cắn lôi nguyên bộ đồ lòng ra, ông này ông cứu. Ông thấy không, đó là nói sai cái chánh pháp là cũng chết chỗ đó, định tưởng đâu giảng pháp thiền mà, thấy không. Cái ông lo nguyên bộ đồ lòng ra, ông lên ông gói kỹ lưỡng đó, dạ sư, thôi Phật đấy, sư nói Phật dụng lòng thì thôi con xin phát nguyện. Nhưng mà lúc mà ông nghe vậy mà ông dầu ông ngộ cái gì thì không biết, nhưng mà ông làm vậy mà gọi là đồ tể buông dao, đó là thành ra là hớn là thật đó. Cuối cùng này nó chết rồi, trời ơi, trả lời không kịp, trả lời không rõ ràng, lòng đâu phải cái hồ đồ lòng đâu. Mà bây giờ ông cốt vậy là sao, ông này ráng mà mang, ông kêu chết rồi ông này không mang là mang tội. Mang đi mấy ngày trời nó thối quá, thối chịu không nổi, thối quá thối, cho nên nó mới luyện cái mé bào cũng giái Phật, cái Phật sư con thật sự thối quá không chịu nổi, chứ không phải là con không ráng mang. Thối dục dục mé xong, khi mà đi tới gặp Đức Phật thì tôi cũng nhắc lại đây là cái triết lý nha, chứ không phải có thằng cái Phật nào gặp. Gặp thì Phật hỏi chứ trên đường đi ông từ từ cõi ta bà ông về Thiên Trúc này, từ nước này qua nước kia ông về thăm ta vậy, có ai gửi cúng dường gì không? Dạ có, bà Thế Tôn, rồi có. Có cái ông đó giết heo đó tội lỗi đầy trời luôn, nó sát sanh vậy đó, mà hỏi con Phật cúng gì, con có Phật dụng gì, Phật thọ nhận gì, con nói Phật dụng lòng, với con chưa nói hết câu lo bỏ bộ đồ lòng, mà giữa đường nó thúi quá con không nổi, chứ Phật Thế Tôn bỏ rồi, chứ giờ đem về đây con không cách nào làm gì được. Phải nói bởi vậy cho nên đó, thôi thì ông nhìn ở sao ai đây, thì sao là cái ông đồ tể ông đứng sau rồi, ông chấp tay ông chứng a la hớn rồi, ông về trước rồi. Nói thôi giờ ta không bắt bỏ bắt phải gì ngươi hết á, ngươi trở về cái chỗ mé xong mà ngươi dục cái bộ đồ lòng đó, ngươi lượm đem về đây cho cái ông này trả lại cho người ta đi, ta cho ông thành vậy thôi. Hiểu giờ ông mò hoài mà nó mò nó đâu còn đâu mà dụng lòng dụng thịt gì đâu, riết là chịu không nổi, thành ra mới thành con biệt gì đó, ta nó là đặt câu chuyện vậy đó. Nhưng mà nó cũng có là cái triết lý vậy thôi. Cho nên bởi vậy giảng mà sai cái lý chân lý một cái là chết liền đó. Chứ đừng có tưởng đâu mà muốn nói pháp nói tào lao binh tướng. Cho nên nó tại sao á, thà đừng có nói kinh thuyết pháp mà nó không có tội bằng nói kinh thuyết pháp không đúng chánh pháp nha. Cứ Phật dụng này dụng kia đó, thành ra tôi giảng hôm qua có người họ điện họ chửi tôi, đầu tiên họ muốn mua, họ muốn mua tôi, họ nói giờ thầy đây là chắc cái bài họ viết sẵn họ nói không biết không, bây giờ thầy đừng có xỉa xối, thầy đừng có nói môi móc chuyện của mấy ông thầy nữa, con hứa tụi con ở bên này họ châu Âu á, tụi con gom tiền hàng tháng tụi con lo cho thầy hết, là muốn mua tôi nữa vậy hả cô, về cuộc đời tôi đi tôi hoàn pháp con nhiêu đó hả, tôi hỏi vậy đó. Họ lý luận cho tôi, họ cãi đã rồi đấy, thầy biết không, thầy giảng vậy đó, nghiệp nó dồn thì thầy hết, tôi nói thì cũng được đó. Cái nghiệp dồn thì tốt nữa, có ai là Phật tử mà đi rủa ông thầy không. Tôi hỏi nè, bây giờ cô biết tôi nói gì, chừng nào mà tôi nói mà tôi tranh giành tín đồ hay là tôi tranh giành bá tánh bổn đạo để lợi cho tôi á, tranh giành chùa chiền thì đó là tôi đụng với mấy ông thầy,
tôi không đụng tới Tam Bảo, trong đó có Tam Bảo, còn cái ngày nay tôi biết nó quá trớn rồi, buộc lòng tôi phải lên tiếng chứ đúng ra tôi nói được gì cho tôi. Theo lẽ các Phật tử nghe phải hoan hỷ cho tôi, phải động viên, nói cách làm sao mà gặp cái dân quản, mà không biết cái dân quản mà nó nói giống như là gọi là chát chúa như cái thùng bể vậy, nó như cái âu bạc lư ông biết rồi, nó nghe là nó sóc hàng tôi thêm chứ là gì. Không phải mình phân biệt miền, không biết cái dân quản mà cái thứ mà nó nói rồi mà con giữa trưa hè nó con kè với ké đó, ông nghĩ nó nói mà nó nói sóc sóc đầu mình vậy đó. À, ông chửi thầy chửi quá rồi, cái mới mới cái nghiệp nó đổ dồn thì thầy hả, tôi nói cũng được. Sáng nay tôi nói với Phật tử các cái trang mạng, tôi nói thôi mấy cái người đó mà nó vô nó nghe không được á, mình cho họ ra đi cũng không lợi ích chi, trong khi biết bao nhiêu nhà trí thức họ chưa cúng dường mình ngày nào hết trơn mà họ đòi mua mình. Giờ thầy đừng nói nữa, tụi tôi bên đây tụi con đây hùng lại nuôi thầy, lo thầy kia, à tại sao thế này thế kia nọ. Tôi nói hôm nếu mấy cô giảng được thì mấy cô giảng đi, mấy cô nghe tôi làm chi. Mấy cô muốn tôi giảng theo kiểu mấy cô thì mấy cô tự giảng. Tôi xưa nay là tôi không thích ai xen giữa cái chuyện hoằng pháp của tôi. Ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Chứ ta tôi nói câu đó từ hồi xưa tới giờ. Còn mấy cô không thích thì cô cứ đi tìm ông thầy nào thích hợp tâm lý cô nghe. Còn tôi là tôi nói thẳng nói thật vậy à. Đòi cứ giống như mua chuột, tôi mua tôi chứ đây là chắc mấy ông thầy suối á. Tôi không có một đâu Phật tử nói thầy ơi, con biết là thầy có những lời nói thầy khó nghe, nhưng kiểu như ngày hôm qua đó, như qua chị qua mấy đứa nó tới nó nói mà tôi nghe tôi thà. Thật sự nó đâu cúng dường tiền bạc như tôi đâu, mà nó nói có cái tình cái lý. À, thưa thầy, con biết thầy giảng rất là đúng chánh pháp, nhưng mà có những danh từ thôi giờ thầy bỏ, dù như thầy đào bồ cúc vả, con biết thầy nói chứ không có ý đó, nhưng mà con xin thôi, thầy thương tụi con. Người đời họ, ví dụ tụi con gần gũi thầy á, tụi con nghe tụi con hiểu là thầy nói chứ không có ý gì. Nhưng mà cái người thế gian á, họ cái ngã họ lớn, họ nghe vậy họ tưởng đâu là nó quan trọng đụng mồ đụng mã của họ, thay vì nói nhẹ nhàng vậy đi, chờ lúc tôi vui nói tôi nghe. Tôi nói tại tôi có tật tôi quen, tôi cũng nói thiệt à, theo vụ này tôi không có biết vụ đạo bồ quốc mã là gì hết trơn á. Hồi cái năm 2013 đó, khi mà tôi qua bên này, năm 2013 vụ mà rã cái giáo hội đó, rồi tự nhiên là ông Tăng Thống ông ra cái giáo chỉ số 10 đó, rồi tụi nó đem tôi lên làm một chốt thí, nó nói là ông Tăng Thống ông nói tôi đó. Ví dụ mà nó là bên giáo hội văn phòng ai gì quá đạo kết hợp với hòa hợp hòa giải với giáo hội quốc danh, nó đem ông thầy là tôi nè lên trên đài giảng hàng tuần đó. Là bây giờ lúc đó tôi lên đài giảng hàng tuần để hòa hợp hòa giải gì đó, cái danh từ đó mà không biết ông Tăng Thống ông ghi hay là ông Võ Văn Ái ở bên Pháp ghi. Nhưng mà rồi bắt đầu hai phe nó quýnh nhau, thì một phe thì bên nghĩa là nhiều phe, thì trong đó nói á, tổ cha mày thằng Võ Văn Ái, mày cái thằng lùng mà tử, mày thế này thế kia, mày có biết mày mà mày phá tan nát cái giáo hội này á, tao sẽ cho người đào mồ ông mã cha mày, tao cho đĩ nó đái rồi nó xúc nhau là chửi nhau, thì vô tình nó đập vào cái não của tôi. Và bây giờ hãy dẫn cái gì mà nói quan nó ức mà phá tan nát cái tổ chức á, là tôi dùng vô từ đó tôi chửi thôi, nó quen nó vô cái não của tôi rồi đó, không biết không. Chứ tôi nhỏ lớn tôi có biết con khỉ gì mà đào mồ ông mã cha gì, tôi có biết gì ở đâu. Nhưng mà nó rồi ví dụ hồi nhỏ đó thì tôi nghe hở ai giận gì cái đó đồ cái thứ mà thượng đội hạ đạp mà lòn trơn cuốn gối bợ dép liếm dài, đó là do từ tôi nghe nó ăn sâu vào cái não của tôi rồi, thành ra nó giống như hả tôi giận lên là tôi dùng cái từ đó. Chứ tôi hoàn toàn nói thì thôi, chứ đối với cái bậc á, ông cha ta người trước tôi tôn kính, sai trái tôi cũng tôn kính, chứ làm sao mà ai dám đụng đồn đụng mã ai. Nhưng mà cái danh từ nó quen cái trí não. Ông biết cái năm 2013 đó, dường như đó, tôi nói là cái thời kỳ mà gọi là thời kỳ cuối cùng của thời kỳ đen tối của cái giáo hội thống nhất á, là coi như nó liên tục giáo chỉ, 2007 là có giáo chỉ số 9, là nó tan tành cái Phật giáo cả châu các châu lục rồi, là lúc đó là cái mà nó rã coi như là 7 phần còn 3 à,
2013 là thời của tôi, một cái nữa là nó rã banh hết, tới bây giờ là tiêu tan hết trơn á. Cho tới bây giờ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống chết mà đâu có còn đâu có ông nào lên Lục Tăng Thống được đâu, hả, lên là nó kéo xuống, bởi vì nó giờ nó kêu nó canh. Thành ra giờ ông nào cũng muốn lên Lục Tăng Thống, ông nào lên được hết trơn á. Trở lại cái vấn đề á, phải chứ mà không phải là tôi rớ vô vụ này á, thì tôi đâu có biết gì cái hoàn cảnh lịch sử giáo hội gì đâu. Vô tình mình không biết gì, tự nhiên mình làm chốt thí, không biết không? Nó triệt hạ lẫn nhau, nó lấy mình ra làm chốt thí, cho nên vậy mà súng vô mà chửi lộn. Thành ra tôi giữ là bắt đầu từ năm 2013 là tôi giữ luôn, là bắt đầu mới biết mạng, biết một chút về mà gửi mail hay là chửi những cái danh từ này. Thì cuối cùng từ đâu? Từ cũng những người trước của mình không à, chửi với nhau vậy đó. Chửi nhau thí dụ như trồng quần trên đầu, mày thưa đi, tao ra luật sư, tao chấp nhận tao thua, tao không cần xử gì trên tao thua. Và bữa đó tao ra là tao mặc hai cái quần, tao lựa cái quần rách tao mặc ở ngoài đó, cái tao chấp nhận tao thua, tao trồng cái quần đầu mày, tao đi về. Bởi vì thật ổng là cái người ăn truyền bệnh, ông Phật tử đó, mà ông viết bài rồi ông chửi rồi ông kia đòi thưa không, thấy không? Tất cả những cái đó xét lại là từ đâu? Từ ông cha của mình hết trơn á. Cái người trước á, vậy cái rồi mình á, ăn xong vào cái đầu mình vậy thôi. À, thành ra Phật tử họ nói vậy, mà họ nói vậy tôi nghe tôi chịu. Thà nói nhẹ nhàng, đợi cái khi tôi vui á, ngồi nói phân tích tôi nghe. Còn gặp cái con Quảng Nam, Quảng Ngãi gì mà nó làm cho lỗ tai tôi, làm giống như là pháo nổ binh biến, như là bà Hồ bà Cố dặn đó, biểu cho tôi nghe. Trên này có phải là Bồ Tát của mình không thầy? Không có đâu. Thầy không nghĩ vậy? Không, Bồ Tát nó có nhiều cái thứ, đây là một cái Bồ Tát, cái này là Bồ Tát á. Thay vì nó điện, thầy của mình nó điện nói tôi là đàng hoàng nghe, mình nghe thống thiết. Nó chưa nghĩ đòi bỏ tiền mua tôi rồi đó. Rồi không lẽ cả đời tôi giảng bao nhiêu năm cho đạo gì, giờ tự nhiên thấy cười sáng cái ai nó Nguyên Quang chứ, các Nguyên Quang còn ghẹo tôi đấy. Thầy, thầy hứa đi, thầy hứa thử tháng có gửi tiền không? Tôi hứa cái đó, đâu gỡ mà nó nói mình đi tiền nữa. Nguyên Quang sáng ghẹo tôi đấy chứ. Dù là thầy hứa đi thử cái tháng nó có gửi tiền không? Bó ta vậy, không biết không? Nó chống cái tôi, nó chống đã, nó chống không nổi, là bây giờ bắt đầu nó mua chuột. Bởi vì hết việc chống với ai chống thằng liều. Ai chống cái tôi là khác nào chống cái thằng liều. Tôi bảo ông chống liều mà ai lỗ. Mà tôi nói ra, bởi nó còn thâm cung bí sử, còn biết bao nhiêu việc nữa mà đâu nói hết. Cứ mà cái chống này chống là tôi nói nữa à. Nó còn nhiều lắm, ông ơi, nó nhiều ghê lắm. Mà không riêng đạo Phật đâu. Giờ cái thời buổi giờ làm như nó vậy đó, nó đủ thứ cách hết trơn hết trời. Giống như tôi qua tụi nó nói vậy đó, thật sự á, tôi khẳng định rằng ông tổ đây không có bậy bạ, nhưng mà giống như tụi nó không tin. Nhưng mà bây giờ thầy của người ta thì mà nói tôi không có chừng nào mà tôi chánh chính, tai tôi nghe mắt tôi thấy tận giai á, thì tôi mới nói được vậy. Chứ tôi chỉ biết rằng là dính líu gì tiền bạc thôi á, vậy thôi. Tụi nó ý nó nói cũng giống như ngoài đời á, tụi con nhìn tụi con sâu sắc lắm. Giống như nó nói mình người tu thì cái chuyện tình ái tình cảm nhìn ở mặt tụi nó đâu, phải không? Nhưng mà thôi, chuyện đó tới là tôi tắt ngang thôi à. Tôi không nó mình lịch sự cái việc đó. Tôi thì cái việc đó tôi lịch sự lắm, thầy nào làm sai thầy đó chịu thôi đó. Còn tôi chỉ đánh là mấy ông thầy mà nó bậy. Cái sáng ngủ dậy cái nó gửi cho tôi cái video của thầy Trân Tính giảng Hoàng Pháp dụ mà mấy ông thầy giảng mà tục có sao này thành nghiệp báo gì đó. Tôi nói ông Trân Tính, ông nói là ông nói cái đệ tử ông á, cái thằng là chùa thịt á, tôi đố ông Trân Tính mà dám đụng tới thiện tài. Cho nên cái tụi này nó thấy giỡn ngươi, cho nên á cái mấy đứa làm mà YouTube tôi nói thầy, theo thầy có suy nghĩ rằng bao giờ mà thầy Trân Tính dám nhắc tới tên thầy Thiện Tài, đụng tới tên thầy Thiện Tài không? Chứ con mà nghĩ không dám á, tôi nói không phải gì không dám, nhưng mà Thượng Tọa là người lớn và Thượng Tọa cũng biết ông Thiện Tài này là thuộc cái như thế nào. Thượng Tọa đâu có bao giờ mà Thượng Tọa đi hơn thua làm cái gì nữa không?
giống như luôn cả mấy thầy, cỡ như ngay cỡ như thầy Nhật Từ, ổng đụng ai đụng với Thiện Tài mà ổng cũng đụng chi mà đụng ra ai đụng tới Thiện Tài này là lỗ. Người ta cứ ta chùa to Phật bự, ta danh cao lộc cả, ta uy tín tràn đầy và đụng tới vô gia tiểu tốt này là lỗ, chứ ta, ta đâu có dạy đâu, thấy không? Ý mình nói vậy chứ mình cũng là cái gì đó. Cho nên từ nay sống á có giới có đức đi, rồi vậy á, nghèo chấp nhận nghèo. Ví dụ tụi nó nói thầy còn tiền không, tôi nói còn, chứ thật sự tôi không biết rồi, tôi gấp đi chợ là ví dụ vậy. Tôi nói không sao, tôi nói đó, tôi cái bài thơ qua tôi đọc á, đó bài thơ tôi viết chưa thuộc đó: xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt, hạ hữu lương phong đông hữu tiết, mạc tương nhàn sự quải tâm đầu, tiện thị nhàn gian hảo thời tiết, thấy không? Nếu con người mình mà lòng thư thái vô sự rồi đó thì mùa nào cũng đẹp, thấy không? Xuân hữu bách hoa, xuân thì có trăm hoa nở, và thu hữu nguyệt, mùa thu thì trăng sáng rực đẹp biết bao nhiêu. Nhưng mà cái người mà lòng mà không trong sáng thì nhìn thấy trăng sáng là bực bội lắm. Đó, kiểu như ông mà tôi kể hổm, tôi kể vụ mà ông Đường Thế Dân gọi là ông hỏi ông Hứa Kính Tôn. Hứa Kính Tôn nói sao mà trẫm thấy Khanh nó đâu phải là phường sơ bạc, mà sao triều chính cũng có nhiều người ghét Khanh dữ vậy, cứ tâu mắng vốn với ta về Khanh hoài đó. Thì Hứa Kính Tôn nói: dạ thưa bệ hạ, hoàng thượng nghĩ thử nghĩ coi, mùa thu trăng sáng rực rỡ vậy nhưng mà mấy thằng trộm nó đâu có ưa, vì trăng sáng quá nó đi phát dách trèo tường không được. Còn mùa hạ thì mưa dầm gió tả, mấy cái người mà ta làm lúa ta mừng thấy mồ, nhưng mấy cái người đi bộ người ta không ưa, bị trơn trạc ta đi té lên té xuống. Thì hỏi bệ hạ nghĩ coi, hạ thần là cái người đâu phải là bậc thánh, mà cái tánh thẳng của hạ thần đó thì giống như mấy cái người mà nó không thích, nó ăn trộm thì nó không thích trăng sáng, mà nó giống như đi bộ hành thì nó không thích trời mưa vậy thôi à. Thành ra ông Đường Thế Dân cũng lắc gật đầu nói đúng, trẫm cũng nghĩ như vậy đó. Cái người mà thẳng á, nhưng mà đạo hữu để ý coi, ông gần nhiều người ông nói giàu, ông không phải tôi nói tôi tốt, nhưng mà những người mà nói mà chạc với tôi vậy, chứ ông hiểu được cái tâm ý tôi đọc hay không đọc à. Còn những người mà nói mà cứ gật đầu và cười nuốt, ông chửi người ta, ta cũng gật đầu nuốt, ông khen người ta, ta cũng gật đầu nuốt nước miếng, ông nghĩ mấy người đó ông nghĩ đọc cỡ nào. Còn ngày hôm qua con quản nó lý luận tôi chứ, thà lòng thầy không nóng sao thầy phát ngôn ra như vậy. Đúng, lòng tôi có nóng nhưng mà tôi không có nóng lâu. Cả chết là tôi quất liền rồi, tôi ngủ chứ tôi không có dạy, mà tôi để bụng tôi suy nghĩ cho nó khó. Đấy. Cho nên hoàn toàn tôi không có suy nghĩ. Khi mà ông nói là tôi bộc đã trúng giờ là tôi bộc phát liền rồi, thôi tối mình quên cho nó khỏe. Vậy mà còn ăn ngủ không được, gặp mà để trong bụng nữa chắc tôi chết rồi, chứ tôi đâu sống ngày hôm nay. Thấy không? Cho nên á, rồi trở lại cái vấn đề hồi nãy mấy cô bên Pháp á, cô xin một chuyện á, thầy bây giờ á, tôi đâu có biết là cái bài kinh tôi giảng bài kinh nào nói rồi thôi, chứ cũng nói cái bộ kinh Nhi Ma Cật cái kỳ thứ 126 hay quá thầy, bây giờ làm sao thầy thương tụi con, thầy cho tụi con cái tài liệu đó. Tôi nói không biết tôi còn ở trên máy không. Bây giờ một số người ở bên Pháp với bên châu Âu á, muốn những cái bài viết của tôi á, họ dịch sang cái tiếng Pháp, vừa có tiếng Việt tiếng Pháp, họ in ra những cuốn sách họ bỏ trong cái hàng lâm viện của Pháp á, để cho mấy cái, bởi vì người Pháp họ ngộ, hay cái người phương Tây họ còn thích đọc sách. Cái người Tây á, họ nói là cái người Tây họ thích đọc sách lắm. Người Việt mình thì bây giờ làm biến là phải không, nghe chứ đâu có thời gian đọc, mà người Tây họ thích đọc sách. Bây giờ ở trên mạng nó đọc trên mạng hết. Không, nhưng mà người bên Tây họ nói không, bên phương Tây bây giờ đi ra thú là họ ra bưu điện, một thư viện họ mướn cái sách đó về họ đọc, chứ họ không có, bị gì có những người già họ không có mò mò cho cái mạng chữ nó nhỏ, mà cuốn sách họ nằm họ lấy cái kinh, từ từ người ta có cái thuốc người ta ra. Tôi nói thôi bao giờ ráng cho tôi rảnh rỗi để mấy em nó qua nó cài nó hết máy móc đi, rồi tôi sẽ nhờ một số em mà chữ giỏi nữa đó, nó download xuống, rồi những cái bài viết của tôi nó cũng có trên rồi đó,
trên Facebook đó, đã bắt đầu nó kiểm chứng tả lại, rồi đệ trình cho tôi duyệt lại cái, rồi tôi chuyển qua bển cho các Phật tử muốn in. Nhưng mà hồi đó tôi nhớ tôi có in mấy cuốn sách mỏng mỏng, và đó là những câu chuyện Phật giáo, mà biết bây giờ là cái người nào mà thầy đã in đây không biết. Mình xin lại cái like gọi là cái gì đó, cái link của họ đó, thì mình in, mình muốn sửa gì lại. Hình như nó bên Việt Nam một số nó còn, để tôi hỏi lại coi coi với em nó còn, tôi xin lại. Dạ tốt lắm thầy. Thầy làm được vậy là tốt lắm. Thầy như thầy ấn giống luôn. Bên Pháp muốn vậy đó. Dạ tốt, thật là tốt. Đó thì đâu thấy không, nói chứ đời với mấy cô năng nỉ đó thầy à, đời thầy đừng có thối chí một cái gì hết, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Còn cái thứ Phật tử như vậy á, bên Thụy Điển, Thụy Sĩ, Pháp tụi con nó đầy. Nó muốn ngồi trên đầu mấy ông thầy không à, nó làm nó giống như mấy ông thầy dạy đó, là nó muốn dạy là mấy ông thầy dạy nó đầy. Thầy đừng có nghe mấy cái thứ đó là thầy chạy theo đó là thầy phiền não. Nó nói gì thầy coi như gió thoảng, thì con bên đây là con quá rành Phật tử bên đây rồi. Nó giáo điện dạy khôn tôi dạy đâu. Rồi, cái đó mà thầy mình đấy thầy, người ta dạy mình thầy cũng nhận ra. Trái phải thì em có hai mặt thầy nhận ra được, tốt lắm mà thầy. Người ta chửi mình cũng nhận ra cái phải trái trong đó. Ok thôi con đi, cảm ơn thầy nha. Vậy là thứ sáu mới đi dù con mắt. 7 giờ mấy 8 giờ con lên thầy rồi. Hồi nãy chạy đi ra cái chỗ đó mua cái gì cái ron á, đó rồi mà nó vừa. Thầy không được đâu thầy, để thằng Quang nó sẵn nó làm cho thầy, anh thua cho một tí. Nước nó chảy rồi, hôm qua mấy Phật tử mua cho tôi cái đó rồi tôi khỏi mua nữa, mà cuối cùng nó cũng chảy. Nhưng mà bây giờ cái ron cái nó thầy bình chắc nha. Không, bây giờ không phải, nó có vậy nữa là chắc lúc mà tôi mở ra mà tới bao luôn là tôi để nặng mạnh á, nó bị mòn tháo ra được mà, có cái tôi viết tháo được có gì đâu.